sau 4 năm đến bây giờ. Cái duyên em sẽ đưa Tú đến với con đường thiết kế nhiệm như hiện nay thì là một cái may mắn đối với Tú. Và chạy sau đó thì trải qua rất là nhiều thăng trầm trong cái làng nghề, thì Tú muốn loay hoay tìm con đường riêng cho mình. Và đôi khi nó cũng có thất vọng và đôi khi nó cũng có thăng hoa, bởi vì mình là một mình là độc lập, cái tư tưởng của mình là độc lập, là khó làm việc với một ai đó lắm. Tôi mở cửa hàng được 1 năm và giới thiệu đến mọi người nhiều hơn về những sản phẩm mới, thì tôi đã tự tin bước trên cái con đường là nhận cái chuyên nghiệp thật sự, làm một cách chuyên nghiệp hơn và đúng những quy chuẩn của thế giới hơn về thợ hay là về sản phẩm, về chất liệu, tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng hết. Và nó là một cái mô hình giống như một mô hình thu nhỏ của một cái thương hiệu thời trang vậy đó, nhưng mà tất cả mọi thứ, mọi công đoạn đều làm rất tỉ mỉ và giống như là mình đang yêu cái cách mình làm, thì cái sản phẩm mình cũng yêu mình lại, thì đó là sự tương tác qua lại. Và trải qua được một quá trình như vậy, Tú đã làm rất là nhiều việc và lấy từ kinh nghiệm từ cuộc sống, lấy kinh nghiệm từ những lần cộng tác với những cái chẳng hạn, thì qua những cái lần đó thì cho Tú rất là nhiều bài học cũng như là kinh nghiệm để xây dựng thương hiệu luôn mà tới bây giờ. Và Tú biết một điều rằng cái cách Tú làm như hiện nay không cần phải quá vội vàng và không cần phải đòi hỏi cái gì đó nó phải bùng nổ. Mình khi mà mình cống hiến về cái chất sáng của mình, cống hiến về những cái mình dâng cho đời, những cái sản phẩm mà mình tâm đắc, thì mình hy vọng nhận lại được đó là sự đồng cảm và tôn trọng lẫn nhau giữa những người làm nghề. Thì từng bước thì tôi nghĩ là cái gì đến thì nó cũng sẽ đến, và tôi mong là những gì tôi làm nó sẽ một chút thôi nó ở trong tâm trí của mọi người và truyền cảm hứng chút xíu.